Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh là đơn vị được giao làm điểm, làm trước nhiều nhiệm vụ quan trọng của Bộ Quốc phòng và của Quân khu 3, tiêu biểu như cuộc diễn tập cấp tỉnh về phòng thủ dân sự, ứng phó với siêu bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, diễn tập hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ y tế giữa quân đội hai nước Việt Nam-Trung Quốc năm 2021, hay diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 với quy mô lớn, phạm vi rộng, thành phần tham gia đa dạng, cùng với các cuộc diễn tập làm điểm và diễn tập các cấp trong toàn tỉnh, diễn tập chiến đấu đối với ngành than cũng đã nâng cao hơn về trình độ và khả năng chiến đấu của lực lượng tự vệ trong khu vực phòng thủ. Trong đợt diễn tập này, tôi thấy rằng là trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị tự vệ trong vùng từng bước đã được nâng lên và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đây là cũng là điều kiện thuận lợi để các đơn vị trong ngành than của chúng tôi hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch và sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Một trong những dấu ấn xây dựng khu vực phòng thủ, đó là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã tham mưu cho địa phương bố trí quỹ đất và nguồn lực để xây dựng các thành phần, thế trận quân sự và các công trình lưỡng dụng trên địa bàn. Từ đó, tỉnh đã tập trung huy động hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư, tạo đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là một số công trình quốc phòng phục vụ hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng an ninh gắn với phát triển kinh tế xã hội. Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong quân khu 3 hoàn thành xây dựng căn cứ chiến đấu cấp tỉnh và triển khai xây dựng ở cấp huyện, làm điểm cho quân khu 3 về xây dựng căn cứ hậu cần kỹ thuật. Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc ấy, thì chúng tôi đã tập trung và tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân có những cái cơ chế chính sách và tập trung cái nguồn lực để bảo đảm thực hiện cái nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương cũng như là xây dựng khu vực phòng thủ. Mục tiêu xây dựng khu vực phòng thủ xét đến cùng là nhằm nâng cao khả năng hoạt động tự bảo vệ của địa phương với phương châm xã giữ xã, huyện giữ huyện, tỉnh giữ tỉnh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy tốt vai trò tiên phong trong phong trào thi đua quyết thắng của quân khu 3, ra sức xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, góp phần xây dựng địa phương vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh.